Ây dồi, thôi, thế thôi. Thế thôi, mày không biết trộm nữa à? Hôm nay anh em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao TV. Hôm nay anh em mình phải thưởng giữa để xây nhà mọi người. Mai lại ta sửa nhà để vợ mới đấy. À, chúng ta lấy thêm vợ mới. Vợ này là cho vợ to, còn vợ mới lên trên nhà to hơn. Tao lại ngủ gần giường cái còi ủi hơi thiếu nước ở đấy, ông lấy nước đi ông ơi. Ôi trêu thôi chứ tôi vẫn nghe được chút. Hôm qua nhà mình thì mưa sập mất máy ngoái này làm à đấy, mày đi chợ mua cho tao những đồ nấu ăn tối. Ai đấy là người đi chợ, ai đi đi thế mày ở đấy mày xúc đấy. Mày xúc đi. Thế nào em bảo em đi chợ. Thế mày đi hay mày ở đây xúc? Đấy. Cứ vậy là em đẹp trai đi mua chợ mua được nhiều. Xúc đi. Mày bảo em đi mua mày. 1, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Một tử luôn. Cho mày lấy, không đi mua được. Bẩn. Cho một tử. Trời mưa này nó bẩn. Cầu 2 lít. Hả? Nhanh lên. Cầu mày 2 tử. Chúng mày xúc nhá. 2 tử thì còn gì mà mua. Cầu ấy. Anh xúc được mấy cái mà mấy cái thì chính mày có xúc không hay là mày đi cho chim hai tờ một tờ không. Một tờ thôi đây cho một tờ nữa đấy là nghe được đây đấy nhà mua cái gì nhiều nhiều em thứ là gì mua cái gì nhiều nhiều nhá cười nhiều cười đi rồi hết nước rồi. Nước này nhưng mà em mua về anh lại nấu, vậy bắt em nấu. Mày mua về đi, tao bận. Bận gì? Nhưng mà không biết bán chưa, chợ bán chưa? Chợ có rồi. Ok, một. Đến đi. Ôi. Lát mình đi mua thức ăn nhưng mà cầu cầu hết, phải cầu giữ. Không được, không được để chung vào đây. Cái này cũng không được để chung. Hiểu đây. Rồi, không được được. Bật hết cả xe. Hôm nào phải cho con xe này đi tắm suối một buổi. Đây là con cá chấm hả? Ừ. Chấm đen hay chấm vàng đấy? Chấm trắng. Trắng à? Ừ. Đấy. Hai con to. Nhưng mà bao nhiêu tiền một con này bà? Bán đi. Một con hay hai con? Không, bao nhiêu tiền một con nè? Bao nhiêu một con đấy? 500. 400 thôi. 400 một con thôi. 400 một con rồi á? Ừ. Ôi, bà kịp à? Ôi, trời ơi. Trời ơi. Không nhưng mà bao nhiêu tiền một cân? Mà bán 7.000 một cân. Thế bán cho cháu nửa yến. Nửa yến là một con rồi các bạn. Con này nửa yến hả? Con này còn hơn nửa yến. À xa. Đấy, to nhất cháu. Bán cho cháu hai con. Hai con 800.
chọn nhưng mà vào cân nhé, con nào nặng nhất cháu lấy. Con này cháu lấy con này. Ừ, cháu lấy con này nhá. Ôi, con này nó bắn này. Cá được chưa cô? À, cứ để vào đấy tí nữa cháu tôi ra xem. Không. Cứ để vào đâu? Cứ để đây nhá. Cứ để đây nhá. Mấy cả con này vào cân nhá, được mấy cân? Đâu? Con này nè, cho tôi ra cho con nè. Ai? Đây là con này nhỉ? Nào, cháu xem con này cô. Con này. Con này to. Con này. Ừ. Đây con này. Con này à? Con này không to bằng con này con ạ. Đây là con này. Đấy. Ôi, quay! Ai! Đây, nhà cháu đây đầy người ăn. Có cả người yêu về à? Đây, nhà cháu đây người ăn nhé, nhà cháu đây ta đang sửa bếp. Yeah.
cơ. Anh ngủ hay lắm. À, anh ao. Ao rồi. À, rau thơm nha nhỉ. Hãy cho nó cuốn cái rau thơm nha. Ờ. À, rau này. Ủa rau này để nấu lòng mề. Nấu canh cá. Lòng mề cá. Ôi trời ơi. Thấy sao? Ôi trời ơi. Thế em mua được nhiều không? Mày mua thế này ăn hết sao được? Sao được hết? Thừa tiền thì phải mang về chứ. Mày mua tất à? Sao mua tất à? Thế không mang về đồng nào? Mày em còn thông minh nha. Em còn... gì nhỉ? Gì? Mà cả bà kia được 50.000 mua được đống này này. Cả dưa nấu lòng mề. Thế sao mày không mua một con thôi? Nhiều người có được chục người đâu ăn một yến. Nhưng mà con anh đưa cho em tiền thì em phải tiêu hết chứ. Em phải biết đường mà mang về lần nào mới cũng tiêu hết. Thế anh bảo là em mua được nhiều, này em mua được nhiều. Ui dạ, cho ra dưới này. Mổ. Thôi được, cố ăn hết vậy. Mổ phải cố ăn là, hết. Có mà tí nữa thì lún thì thôi rồi. Ai còn có đùng mà. Quá. Ây da. Mổ đi. Từ từ. Lấy da ra đây. Hãy mổ một câu của Dũng cho xỉn đi. Ui. Cái nhảy. Ôi. Con này nó chết to rồi. Ây da. Còn sống với một con. Đừng có dao đây. Anh cái mà lời. Hôm nay để đãi mọi người là món đang nấu. Sao thì ngon mà cậu. Được. Hôm nay mình sẽ đãi mọi người món để anh nấu món gì cũng được. Món á? Thôi, anh cứ để cho em. Chỗ này thì người em đang căng, đang phong độ, đang ở cái tầm đỉnh cao anh biết. Mày nấu cái gì? À? Hai con thì mình khiêng cũng không được. Em nấu được. Thì anh cứ khiêng con chờ cho em. À, được, thì tao mổ cho mày nhá. Ok. Được, hôm nay sẽ quyết nhưng định sau món đi. Anh làm cho em cái bộ lòng ngon ngon rồi em mua dưa ở ngoài. Ừ. Lấy dao đã. Okay. Mình cần đồ gì để tao làm à? Tao cho em cái nồi thật to. Nồi to á? Bác kia cái nồi to này. Nồi to thì ở bên trên. Còn đâu cứ để em lo. Nồi này được chưa? Được rồi. Anh cứ để em.
băng nồi, anh băng nước ra nồi cho nấu cho em. Chưa cá đã. Cá anh đổ thẳng luôn vào đây cho em. Đổ thẳng vào. Còn đâu, cứ để em lo. Dạ này em thấy nghề nấu thì đủ đấy. Cái này nước đủ chưa? Đủ rồi. Mày nấu canh gì đấy? Anh cứ không phải tò mò. Nhưng mà tối này cả nhà cả cửa 10 người trông vào một hai con cá này để ăn đi nhá. Anh không tin đủ kia đâu. Mày là thằng nào mà không ăn được thì tao giết vào mày luôn, tao thịt luôn mày. Cá là cái món nấu dễ nhất luôn. Nhưng mà thế này mày nấu luôn nhá. Không. Ai đơn giản thế? Anh đi em nấu mà đơn giản thế á. Nặng thiên tài. Em nấu. Thôi mình nhá. Rồi. Rồi, đổ vào nước đi trong tí nữa. Khênh nước trộn ra. Đồ nhà quê. Nhưng mà vẫn nặng lắm. Hai con này bao cân? Hai con này hơn 1 tiếng. Rồi. Rồi. Rồi đặt lên đây. Anh kém nhỉ. Rồi. Sao? Việc của anh hết rồi đấy, đi vào đi. Mày làm món gì? Nhưng tao phải trông mày nhớ đâu. Không phải món gì, em thì cao thủ luôn. Nhớ đâu mày làm hỏng cái đó. Thế em vừa là Phật thủ là. Nhưng mà mày phải nhìn hai con cá này mà đấy nhá. Mấy người đang trông đợi đấy. Anh cứ phải yên tâm, món này món dễ nhất rồi. Đấy thì tao đi phụ hộ tiếp đây. Rồi, ok. Nhớ đi nhá, không. Ai có lửa đâu đây? Đây, trong này. Đấy, mọi người biết mình chế biến món gì không? Món này á, đơn giản mà đại ca cứ bày vẽ, luộc lên là xong hết. Thế còn bảo kho gì, cá vũ đại, vũ điếc, các kiểu, lằng ta là vòng. Chỉ có luộc, ngon nhất. Chả có món cá nào ngon bằng món cá luộc lằng gò sống à. Màu đệ luộc thì thôi rồi đấy. Đấy, tí nó sôi lên, đổ rau dưa, canh hao, mắm muối mì chính vào là húp. Sao ngon. Trời. Má đây đệ làm món cá luộc lằng gò sống. Đợi nó sôi đấy nhé. Anh sao? Này, vào mà xem. Anh tưởng em không biết nấu á. Mày Ninh à? Ninh gì mà Ninh? Ôi chả nhìn thấy gì đấy. Chưa. Làn xương khói phôi phai. À cũng mày, tao biết ngay là mày luộc mà. Nên là chị tao. Chị luộc. Thế kêu tao hỏi là luộc hay kia thì tao cũng chuẩn. Thế anh còn đợi món còn văn hoa. Tao biết ngay. Tao không bận thì tao nấu rồi, tao biết đây ngay là em luộc, kho là đấy. Tao. Kho nước lã. Có món nước lã luộc à? Nước lã mới cả. Hả? Đấy, cho rau này vào thơm này. Hành nè. Rồi, dúng được rồi, xong cho lên mâm được rồi. Rồi, ok. Ấy, có con Vương. Vương ơi! Ra đấy cho anh đây. Đó. Bây giờ là cái khâu này mới là khó khăn này. Anh em mình phải cho được ra. Quay bê vào để ăn. Cho được ra đây này. Phải cho được nguyên con nhá. Làm nào nguyên con được đấy. Khêu. Bây giờ... Khêu á. Em đi thành đầu. Ôi, là... gãy bố nó được cậu đang ăn đây, đang cho cá ra đấy. Cậu đi vào đi, cậu đi vào trong đi. Đấy. Nào. Anh khều một cách cẩn thận đấy, thật là cẩn thận nha. Nào, từ từ đừng để nó khều lại là thôi rồi đấy. Sao gãy thay tan cái ốt ếch gì đại giá chân đất. Cháu cái đồ nhìn hồn. Ôi, cầm mâm, dung cầm mâm được, cầm mâm được. À, đưa mâm này, đưa mâm. Thôi được, thằng nào chả mâm mồm. Được nửa con mọi người. Được rồi, cắt nốt con này ra đã. Nửa con xuống dưới. Đâu rồi? Đây, con đuôi. Mắt hình nhỉ? Mà ngon lắm đấy, mùi thơm. Từ, đây, con nữa à? Ừ, con nữa, hai con mà. Lúc nãy mà đây. Đây. Ăn trộm một chai bia của Marika ở trong tủ. Ăn gì? Em ở đấy. Bởi điện. Thơm, anh không thì thơm nè. Uống làm gì bia rượu độc hại.
bỏ đi mà làm người không nghe. Đây thịt nó rơi xuống ở đây. Rồi đặt xuống. Nào, đây. Cầm cái mâm kia. Ngọt lắm. Nào, quán đây phải quyết thành hình được nhá. Đố anh thành hình nữa. Đây này, bây giờ nhá. Mày đưa cái khuỷu này này. Mày lấy thêm cái cắt nạp kia đi. Cắt cầm quẹt. Mày cắp cái đầu nó. Cái này gãy mất. À gãy gì? Mày cắp cái đầu nó. Cắp cũng được, như kiểu cá sống ấy. Cắp đầu nữa. À, 1, 2. Ây, từ vẫn gãy đuôi. Thôi, đằng nào cũng như thế. Nào, 1, 2, 3. Ôi, ôi. Thôi, lại gãy đuôi. Được. Ghép cái đuôi vào nữa là được. Được 70%. Nào, giữ, cẩn thận. Nào, đấy. Còn cái đuôi nó nữa. Con này vẫn nguyên hình đấy. Ghép vào này, đấy. À, được, đúng rồi. Tứ, rau, cho rau vào. Mỗi mâm một con cá, em tính chở đâu. Được. Ngon không? Úi dồi, ăn phá, phê mồm. Cá. Úi, con đầy cá dưới. Lấy nước canh đi, lấy ô, lấy bát ra anh. Ừ, tí nữa. Lấy bát ra đựng. Nào, bê vào, mày bê được không? Bê, em bê con ơi. Anh bê con kia. Úi dồi, em bê con này. Tôi vượng mới bê cho nó cả. Bây giờ đến phần quan trọng. Chén. Phần này là quan trọng nhất này. Trên chén. Sơ. Ăn. Ngon cái. Ui, xếp vào đâu đây? Mông cá siêu to khổng lồ. Mọi người xem này, con này là hơi bị nát một tí đấy. Tay anh ấy. Nó to quá. Không. Trắng nhờ. Con này chẳng thì bông này nhờ. Con này thì nguyên hình này. Đấy, con này còn bé hơn thì sao? Đố anh biết con này mấy cân? Con này con to hơn này. Con này như nhau. To hơn thì nó mới gãy. Thôi, chén đi. À, mọi người vào. To hơn là gãy. Sao thế? Con giáo của anh thế à? Ờ. Ừ, chỗ, con này là con bé hơn. Con đấy con to hơn. Con này em đi mua. Sao nhìn thấy nó to hơn? Con này là em đánh dấu là nó bé hơn. Không đánh dấu ở đâu? Hả? Em đánh dấu miếng em ăn rồi. Ngươi đi. Gọi mọi người vào chén này. Con này đấy. Cảm ơn cả nhà nhá. Ơn cả nhà. Ơn tất cả mọi người nhá. Thưởng thức món cá. Cá này trắng bông này. Đây là món cá luộc nước lã của Mao Đệ nhá. Đây là mẹ vừa ngồi cái óc ra mà. Người có hàng kia mà. Mọi ốc ăn ngon. Con ơi, xong cái bón con đi. Thế này chẳng bông như nó. Chà chà. Em nấu ấy. Tao phải cho. Hôm nay mà nó màu một tí nó khác thì anh chửi em thì thôi rồi. Hôm nay chả mấy khi mà đệ mới nấu cá. Nó chả mấy khi mà chả mấy khi mình mới xây cái bếp để lấy thêm vợ.